Ok, thế thì bạn vừa bạn có nguyện vọng và review sớm ấy, thì Thắng đúng không nhỉ? Dạ vâng. Gì Thắng nhỉ? Phạm Vũ Việt Thắng, em Phạm đấy Vũ ạ. Việt Thắng này nhá. Thì Phạm Vũ Việt Thắng có bài này khả năng là cũng có thể là rất là độc đáo gì đấy. Ok, thì Phạm Vũ Việt Thắng, thì Thắng chia sẻ màn hình nhé, mình chia sẻ màn hình. Dạ thầy chia sẻ em luôn. Ok thế nhá, thế thì mình sẽ xem là Việt Thắng này. Ok, có thể đây bài của bạn cũng có gì đó cũng khá là đặc sắc chăng? Thì ok, mình có lưu ở đây nhé. Thì bài của bạn Thắng là trò chơi chắn bom, nhảy chắn bom trên Lab Magic ạ. Đấy thì em tự nối lên hơi rối. Ok, thì cái phần trên mô phỏng bạn cũng tự đối này. Đấy, rồi thì đoạn code đây thì bạn đã làm nó rất là cũng khác, nhảy khác. Thì ý tưởng là sẽ như kiểu là mấy cái game bắn ruồi hay gì đấy đúng không nhỉ? Ok, thì bây giờ mình với bạn cùng xem qua cái code một chút này. Đấy, code cũng tương đối là phức tạp đấy nhỉ. Thì ok, mình xem cái video hoặc là cái mô phỏng nhé. Đấy, thì ok, video trải nghiệm này thì chúng ta cùng cùng thưởng thức cái bài này một chút này. Đấy, nó chỉ một bài Hello thôi. thầy ạ. Thì giờ sẽ bắt đầu trò chơi. Đây là mảnh đếm ngược. Và bom rơi xuống mình dùng nút ở đây để di chuyển khiên sang trái và phải. Đây là khi bom rơi chạm xuống thang cuối cùng thì nó sẽ có hiệu ứng phát nổ như vừa nãy. Và để tiếp tục lại trò chơi thì mình phải nút restart. Đây, và đây đã bắt đầu là trò chơi. Ok, thì cái phần sẽ là điểm mỗi lần nếu mà đón được nhiều thì điểm như thế nào? Nó có tính điểm Dạ, không nhỉ? em không làm tính điểm hết. Thì nó hết chỗ cắm rồi, chả cắm này. Đây là khi bom rơi chạm xuống thang cuối cùng thì nó sẽ có hiệu ứng phát nổ như vừa nãy. Thì Và để tiếp tục lại. cái tính điểm ấy thì mình cứ mỗi lần đón được bao nhiêu cái đấy thì mình cho cái biến cao, và cuối cùng mình sau khi phát nổ xong thì hiển thị cái số 3, số 4, số 5 đấy tùy theo cái kết quả của mình đạt được thì nó ok hơn một chút đúng Dạ vâng. không nhỉ? Thế thì trong cái phần đấy là bài thứ nhất này, tiếp theo là bài đèn tự động thì bạn ấy có dùng cái con biến trở quang trở chứ để chúng ta có thể tự động bật đèn. Thì cái bài này là bài cơ bản, code cũng đơn giản và kể cả có lắp mạch vân vân thì cũng khá là đơn giản nhé. Thì thôi bài này không đặc biệt. Thế thì chỉ hỏi cái là bài bài Lab Magic này, thì Lab Magic đây thì bạn có tham khảo nhiều không nhỉ? Em tự nghĩ tự làm hết, không tham khảo đâu. Ok. Thì với cái bài mà game Lab Magic này mà làm được các cái đoạn code như vậy thì các bạn nhìn cái đoạn code đây cũng khá là dài đúng không nhỉ? Có thể lên đến mấy trăm dòng đúng không nhỉ? Có thể lên đến mấy trăm dòng code đấy. Thì và mình đánh giá nó cũng khá là khó bạn, khá là khó cái bài này nhé. Thì với cái bài như này thì mình nghĩ là mà có hai bài bài kia thì gần như là không không tính nhé. Thì với cái bài này, một là ý tưởng nó cũng mới, hai nữa là cái đoạn code cũng khá là khó. Nhưng mà với bài này thì mình nghĩ là chắc là khoảng cỡ 9 9 phẩy 3 9 phẩy 4 nhỉ, 9 phẩy 4 nhỉ, tầm tầm đấy là phù hợp vậy nhé. Thì ok, thì Vâng. thế thì cái phần còn có bạn nào muốn review ngay bây giờ không nhỉ? Muốn review ngay không? Ok, nếu mà không bận gì đặc biệt thì các bạn đợi mình một chút xíu nữa, mình sẽ dành ra khoảng cỡ vừa học kiến thức mới này, vừa chia sẻ thêm một số các cái kiến thức, một số cái kiến thức mở rộng như vậy đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ tùy nghi di tản nhỉ. Đấy thì thứ nhất là cái phần Epiro, thì như vừa chúng ta đã thấy gặp phải cái bài toán là gặp cái bài toán là cần phải lưu trữ để trường hợp mất điện hay reset nó giờ cũng không không mất cái dữ liệu vậy, thì chúng ta phải dùng cái Eprom nhé. Thì cái Eprom là cái bài nó cũng đây cái bài lab 23A, vì hôm trước có thể là do thời gian nó có hạn đấy, thành ra là
mình để bình thường nếu mà cứ học mỗi slot một thì chắc là cái slot vừa rồi chúng ta đã học các kiến thức này đấy, nhưng mà do mình lại không lớp mình lại hai slot cuối cùng đã review project rồi, thành ra là các bạn chưa có kiến thức để bổ sung vào cho cái phần này. Thế phần EEPROM nó rất là đơn giản, EEPROM nó viết tắt là electrically đúng không, erasable programmable read only memory, bộ nhớ có thể xóa được bằng điện và bình thường nó sẽ không mất điện và lăn vô thổ, trong tiếng là không không khả biến, không không bay hơi đúng không, kiểu vậy. Thì nó ứng dụng ở đâu? Một là ứng dụng về cái mật khẩu của khóa cửa mà các bạn làm. Cái thứ hai là ví dụ bảng tỷ giá ngân hàng, bảng tỷ giá vàng mua vào bán ra chẳng hạn. Thế thì khi mà mình người ta làm cái bảng tỷ giá thì đến buổi trưa người ta lại muốn tắt đi, hoặc là nhỡ may người ta rút điện cắm vào chỗ khác thì không cần phải phải nhập lại nữa. Thì nó sẽ khi mỗi khi mình làm cái thủ tục input dữ liệu nhập vào cái thì nó sẽ lưu vào EEPROM. Hay là cái tình huống ví dụ mật khẩu wifi chẳng hạn, nhà mật khẩu wifi thì khi mình chuyển mật khẩu wifi từ nhà nọ sang nhà kia hay vân vân ấy, mình mang cái thiết bị của mình đi thì lúc đầu cái thủ tục ban đầu là nó sẽ mình có thể là đổi mật khẩu wifi mà. Đấy, một số cái ứng dụng ví dụ như là cái nốt MCU đó, nhà nó có thể kết nối với wifi thì khi mình làm ở đây mình làm mang chỗ khác thì mật khẩu wifi khác thì nó sẽ có cái thủ tục để mình nhập lại cái mật khẩu wifi. Thì cái mật khẩu wifi đấy cũng phải lưu vào trong EEPROM. Và trong cái đoạn chương trình setup ấy, thì mình sẽ phải init và khởi tạo cái đọc từ EEPROM ra để nhập vào các cái biến wifi, biến mật khẩu hay vân vân chẳng hạn. Đấy, ý này như vậy. Thế thì con Arduino của chúng ta nó có đâu đó là chỉ có 512 thôi bạn, 512 byte trên EEPROM nhỉ. Thế thì cái các bạn tưởng tượng cái mật khẩu của nó thì nó giống như cái ngăn tủ đó. Nó giống như ngăn tủ đó. Và nó có thể mất điện thì cũng không mất dữ liệu. Đấy, thì ok, mình lấy ví dụ nha. Thì một cái địa chỉ memory thì bây giờ cũng có hai trường, một là trường address này. Đây là data hoặc content đúng là nội dung dữ liệu nhé. Thì nó như các ngăn tủ đây. Ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, ngăn thứ ba vậy. Thì với con Arduino của chúng ta là 512 byte vậy. Có nghĩa là mỗi vị trí là 8 bit nhé. 8 bit có nghĩa là giá trị maximum của nó để lên đến 255 vậy. Ví dụ như vậy. Thế thì thủ tục mình có thể lưu ở địa chỉ, ví dụ đây là 100. Các bạn có thể lưu ở từ địa chỉ 0, 1 cũng được, nhưng mà mình đã chót minh họa đây rồi thì ok, mình có thể lưu mật khẩu. Ví dụ mật khẩu của chúng ta có 4 ký tự chẳng hạn, thì mình sẽ lưu ở địa chỉ 100, 101, 102, ví dụ như vậy. 5, 11 đúng nhỉ, từ 0, 5, 11. Ví dụ như mật khẩu của mình là 2022, ví dụ thế. Thì mình sẽ truy xuất vào các địa chỉ 100, 101, 112, 113 để mình tải nó ra vào key 1 đúng nhỉ, key 1, key 2, key 3. Thậm chí mình cần lưu vào một vị trí cũng được bạn. Nếu mà cái mật khẩu của mình là có một hai vị trí thôi, có thể là 1507 chẳng hạn, thì ở đây mình có thể là hai cái này lưu vào một vị trí cũng được, 20 cũng được nhỉ. Đấy, vì là một cái vị trí có thể lên được tối đa là 25 mà. Thì tùy theo cái thủ tục thôi, nhưng mà để đơn giản thì chúng ta có thể lưu các cái giá trị key 1, key 2, key 3, key 4 ở đây nhỉ. Đấy, có thể để nhiều vị trí khác nhau nhỉ. Thế thì để mà làm việc được với ROM, đây là EEPROM, đây là con EEPROM. Thì để làm việc được với nó thì có hai hoạt động, read và write. Read và write, đấy là hai hoạt động làm việc cơ bản mọi người nhớ. Thế thì read, write thì nó dễ, write với read đều dễ cả. Thì bây giờ mình nó có hai cái câu lệnh là mình sẽ ghi vào. Đấy, khi mình muốn đổi mật khẩu mới chẳng hạn thì mình phải dùng cái hoạt động write nhé. Thì cái câu lệnh của nó là EEPROM.write hoặc là write.EEPROM gì đấy. Đấy là lại thế, nhớ mang máng như vậy. Read thì cũng tương tự như vậy, read thì phải trả về nhé. Đấy thì ok, thì mình mới xem trong cái bài lab đây thì mình cũng nói nhanh thôi. Thì thứ nhất là cái thư viện mặc định trong IDE nó đã có rồi, mình không cần phải thêm gì cả, mình không phải ép thêm vào nhé. Thì có hai hoạt động, một là EEPROM read, đấy là đọc ra, thì nó sẽ trả về cái biến, cái giá trị mà nó đọc lưu vào từ trong EEPROM đôi ra nhé. Còn ghi vào thì mình phải biết, phải nói rõ. Đọc ra thì mình chỉ cần đưa địa chỉ vào và nó sẽ trả về kết quả vậy. Còn ghi vào thì mình phải đưa địa chỉ là ghi vào đâu và ghi giá trị bao nhiêu vậy. Cái giá trị này có thể tối đa là lên đến 255 vì là một ô nhớ đó là 8 bit mà. Đấy, đại loại thế. Còn mấy cái hoạt động update hay ghép này thì nó không đặc biệt thì thôi nhé, nên nó không không
không phải không, không quan trọng lắm thì thôi ok mình sẽ chỉ nói cái phần đấy thôi nhá. Thế thì ví dụ đây là con đây là một cái ví dụ minh họa thôi nhỉ. Thì ok bây giờ mình mới lấy một cái con có thể làm trên tin cực kép. Trên tin cực kép thì không biết nó có mô phỏng được cái Ethereum hay không. Đấy, nhưng mà mình có thể làm trên cái mạch thật cũng cũng đơn giản thôi. Nhưng ok mình có thể là tin cực kép. Ok mình có thể làm trên tin cực kép cũng được cho nó đơn giản nhé. Thì ok mình có thể là lấy một cái ví dụ nhỉ, lấy một cái ví dụ để mình có thể tạo một cái ví dụ Circus và cái Aero nhỉ. Thì mình đặt tên đây là Aero. Thế thì trong đây thì mình sẽ lấy một cái con Uno ra thôi nhỉ. Thì có thể là mình chỉ cần lấy con này thôi nhỉ, lấy một cái con có một cái đèn. Thôi demo đơn giản thôi nhỉ. Thì mình có thể lấy một cái đèn này thôi. Vì cái câu lệnh thực ra sử dụng nó cũng khá là đơn giản nhỉ. Thì code ở đây mình sẽ cùng với các bạn code để đọc ra từ Ethereum nhỉ. Thì ok mình sẽ lấy luôn cái này cũng được. Lấy luôn cái code trong đây cũng được nhé. Hoặc là đây, đó cái code của nó đây. Đây sơ đồ mạch bạn. Thì ok mình sẽ lấy cái cái bài này thì nó khá là phức tạp. Bài này còn liên quan đến cả cái liquid crystal đấy, nhưng mà mình thì không cần, mình chỉ cần lấy cái cơ bản thôi. Còn các cái kia nó chỉ là mang tính chất là code thôi, chứ nó không phải là cái kia, nó là code thôi, code thuần túy đó bạn. Nên chắc là không khó, thì mình chỉ giải thích về cái Arduino nó hoạt động thế nào thôi. Chứ còn đây là cái liên quan đến giải thuật bạn. Liên quan đến giải thuật thì thôi nhé. Thì ok thì mình có thể search xếp S. Ví dụ như đây là Ethereum nhỉ. Thì trong đây nó có cái khởi tạo nhá, thì chúng ta khai báo thêm cái include Ethereum thôi. Thì cái bài này thì chắc là mình bỏ đi vì mình không demo, không dùng nữa cái đấy. Reserve này, zero begin này. Có thể nhỉ, thêm cái này nữa đây. Khởi tạo cái này không cần nhỉ. Thế thì nếu mà trường hợp mà làm cái khóa cửa thì trong cái setup này mình sẽ phải gọi cái chương trình con, hoặc là mình tải vào đây nhỉ. Ví dụ như là key 1 đọc từ địa chỉ 100, key 2 đọc từ địa chỉ 101 chẳng hạn, thì nó sẽ nạp vào. Nhưng mà bài này đầu tiên thì tạm thời đơn giản như thế, thì mình chỉ có một cái câu lệnh đầu tiên là mình đọc nó ra đã. Thì giả sử trong cái con chip mà nó đang có 512 đấy, thì mình dùng cái câu lệnh Ethereum read thôi nhỉ. Ethereum read nhé, thì trong đây nó có cái read trước nhỉ. Thì ok thì mình chỉ cần lấy cái câu lệnh cơ bản của nó. Nó trả về cái biến key 1 chẳng hạn đấy. Thì ok thì mình sẽ in ra thử xem nhé. Thì ok mình sẽ cho integer key 1 này bằng Ethereum read đúng nhỉ. Địa chỉ giả sử là mình nó có 512 thì mình lấy từ 0 đến 511 đều được. Nhưng ok mình lấy ví dụ là 100 nhỉ. Xong mình dùng cái câu lệnh serial print ra nhé. serial.print ln đúng nhỉ, dạy nhiều môn quá loạn. Key 1 mình lấy ví dụ là key 1 đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đặt ra, nó sẽ trả giá trị là không đấy bạn. Ok mình biên dịch đây này, chắc là không có lỗi gì đâu nhỉ. Mình có thể copy cái này vào trong đây để demo này. Ok mình chạy thử này. Thì chạy ra thì mọi người sẽ thấy là nó trả về giá trị là không thôi, vì là cái con ROM trong này hãng còn đang sạch, chưa có không. Mà thường mình nghĩ là một đấy bạn, không biết trong mô phỏng là không, như trong thực tế là mặc định cái con ROM của mình là default của nó là một hết bạn. Default của nó tất cả là đều là 255 hết, tất cả đều là một hết bạn. Là 255 hay gì nhỉ, hay là không nhỉ? Thì không biết là con thực tế với con mô phỏng hình như nó hơi khác, hình như nhỉ? Thì ok đây là nó cứ trả về giá trị là không thôi. Bây giờ mình mới các bạn cùng cho sửa cái code ra một chút. Thế đầu tiên là mình có thể ghi nó vào nhỉ. Mình có thể đầu tiên là mình đọc nó ra này. Nó bằng 0 đúng nhỉ? Mình có thể delay. Delay 5 giây đi nhỉ. 5 giây sau để chúng ta xem có làm một chút nhé. Thì tiếp theo là mình lại Ethereum write nhỉ. Mình sẽ ghi nó vào thôi. Ok thì đây mình cho cái quả. Đầu tiên nó đọc lần 1 này. Delay này.
ví dụ như là 3 giây nhỉ? Ví dụ thế, 3 giây sau thì mình sẽ dùng cái câu lệnh ghi nó vào. Với giả sử mà các bạn có cập nhật cái mật khẩu vào thì chúng ta dùng câu lệnh happy home file. Thế mình muốn ghi nó vào ở địa chỉ là 100 này. Cái giá trị thường là key thì nó là một chữ số thôi, nhưng mà ở đây mình có thể hoàn toàn là lấy bao nhiêu, 123 ví dụ thế, hay là 1234 tùy chúng ta nhé. À, 1 hoặc 2 hoặc 4 thường là một ký tự thôi. Thì đến đây mình ghi vào rồi, thế giả sử bây giờ mình lại đọc lại, mình lại dùng cái đọc lại và mình lại in ra nhé, thì nó sẽ được cập nhật cái giá trị mới thôi. Thì nhưng mà trong mô phỏng này nó không được perfect lắm đâu ạ. Không được perfect lắm đâu nhé. Thì hình như trong mô phỏng là khi mình tắt đi nó lại bị reset ấy. Còn trong thực tế nó sẽ không mất mà. Đấy, thì mình lại đọc ra mà mình in ra nhé, thì các bạn sẽ thấy nó lần thứ hai. Lần thứ hai nó sẽ lấy cái giá trị là gì bạn? Là 123 nó in ra. Và lần tiếp theo thì nó vẫn thế thôi. Dạ ok, mình mới thử xem nhé. Mình có thể thử qua một chút này. Cái bài này thì nó không được bài này thì nó sẽ bài này thì ok thử xem nhé. Thì lần thứ nhất nhỉ, lần thứ nhất nó đọc ra thì là không, lần thứ hai thì nó sẽ đọc ra nó là 123. Từ lần sau trở đi nó, vì nó đã được ghi vào cái giá trị 123 rồi nên nó luôn luôn là 123 nhé. Thế thì giả sử mình reset đi này. Đấy, thì có reset đi thì nó vẫn là 123 nhỉ, ví dụ như vậy. Thế thì giả sử mình stop đi nhé, chạy lại nhé, thì nếu mà trong cái Arduino thật đấy thì nó sẽ đã được ghi vào rồi, thì kể cả lần đầu tiên nó vẫn là 123, nhưng mà vì cái mô phỏng nó làm không được tốt, mô phỏng nó làm mặc dù vẫn còn này nữa nhỉ, vẫn còn này mình chưa thay đi, nhưng mà coi như chắc là reset lại, coi như là tính từ đầu ấy. Chứ còn nếu mà con thực tế ở ngoài thì nó sẽ lần này mà mình có đọc lại thì nó cái key 1 ngay lần đầu tiên nó đã là 123 rồi nhỉ. Đấy, thì vậy là chúng ta với cái phần này đấy, chúng ta có thể khéo léo viết chương trình con, là khởi tạo các chương trình con, là thay đổi mật khẩu hay là cập nhật wifi hay gì đấy, đúng không nhỉ? Thì nó hoàn toàn nó có thể sẽ lưu vào trong cái ô nhớ và nó không mất dữ liệu, kể cả mình có reset đi thì nó đây, ít nhất là trong cái mô phỏng này nó mô phỏng được cái tính năng reset. Thì lần đầu tiên nhé, lần đầu tiên đấy, thì lần sau mình có reset đi nó vẫn là 123, nó không bị mất dữ liệu. Ok nhỉ, mọi người có cái hiểu cái ý nhỉ? Thì đoạn code nó chỉ đơn giản mỗi cái hai cái hoạt động đọc và ghi. Đấy, và chúng ta hiểu bản chất của nó này. Là read write nhỉ. Đấy, thì mình có thể lưu vào đây mà nó không bị mất tư liệu. Đấy, thì đấy là cái ứng dụng của Epirome trong một số cái lĩnh vực nhỉ. Thế thì vẫn có 2-3 bạn nhỉ. Thì ok, thì mình có thể chia sẻ thêm một chút xíu nữa này. À, về tổng kết điểm nhé, thì mình sẽ tổng kết điểm ở đây này. Thì như trong đây nó có một vài bạn có cái bôn lớt, không biết là bôn lớt là trong quá trình học hành làm lụp sớm hay trả lời được câu hay là đi học đúng giờ hay nào đó, thì có thể sẽ được, vì là điểm chúng ta mình nghĩ nó khá cao rồi nhé, thì có thể cộng được một chút xíu ở đây, gọi là nhỉ? Ví dụ như bạn này là vẫn chưa chốt được nhỉ, chưa chốt được thì ok, hoặc là mình có thể cộng luôn ở đây. Em vừa làm cả cái thứ hai thì thầy có thể cập nhật lại điểm em ạ. À, mình sẽ cập nhật vào cuối giờ nhé, hoặc là lát nữa. Thì nhưng mà tuy nhiên là chắc là tối nay đi, để cho các bạn khác còn làm xong thì mình cập nhật vật thể bạn. Cái này cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nhé, thì cứ từ từ thôi nhé. Thế thì ở đây mình có thể ví dụ như là đây bạn này là 88 chẳng hạn, thì thôi thì có tí gọi là, nhưng vì là điểm chúng ta cũng khá là cao rồi nhỉ. Nhìn đây cũng khá là cao, thì có tí gọi là lên 9 này. Tí thôi đúng nhỉ. Đấy, còn bạn này thì cũng đã chốt rồi nhỉ. Chốt rồi thì đây là 7, có thể là 7,3 đi nhỉ. Tí tẹo thôi nhỉ, gọi là. Đấy, còn bạn này chưa chốt được thì thôi nhỉ. Chưa được thì thôi. Bạn này đã xong rồi này. À, bạn này cũng xong rồi này nhỉ. Cao vận tải xong, đại khái thế nhỉ. Thì còn hai bạn nữa thì sau khi có điểm mình chốt tính xong được cái này thì chúng ta sẽ bút lớp thêm một tí gọi là thế thôi. Thế thì cái điểm trung bình nó sẽ ở đây bạn. Điểm trung bình nó sẽ ở đây. Thì nếu mà có vấn đề gì đúng không nhỉ? Có vấn đề gì mà mọi người thấy nó chưa được ok thì chúng ta có thể là email đúng không nhỉ? Thảo luận thêm nhé. Còn đây là bạn thủ khoa nhỉ? Chắc là thủ khoa, chắc là trường sơn nhỉ? Bạn trường sơn có vẻ là rất có hứng thú với các cái môn học này. Dạ, môn học này thì điểm cũng
khá là cao, suýt nữa thì maximum nha. Thế thì đấy là cái phần tổng kết điểm, thì mình sẽ đưa lên trên Classroom cho mọi người có thể comment này, nó có cái cột comment này, đấy bảo ok thầy xem lại cho em cái này thì cập nhật lại cái kia hay là vân vân, bài em làm cũng hay nhưng mà sao lại được có thế này, ví dụ như vậy thì chúng ta có thể comment vào hoặc là email thì các bạn nhé. Thế thì tiếp theo thì mình và các bạn sẽ, mình vẫn giới thiệu thêm một chút về cái hôm trước mình đã đang định giới thiệu cái lốt MCU là cái mà nó khá là lợi hại đấy, nhưng mà mình đã định demo cái của mình nhưng mà vì là hôm qua chấm điểm muộn quá mới xong, thế là nhà mình cũng chưa tìm lại, mình lại vừa mới thay cái máy tính mới thì nhớ cốt nó không nằm ở cái máy này đấy, thì đang muốn làm cái cốt vào để cái sản phẩm kia nó có cái led mặt trận, mà led mặt trận nó dùng module rồi thì có cái thêm cái tính năng nữa là đọc cái từ cái thẻ nhớ SD vậy. Đấy, nó cũng khá là phức tạp vậy, cốt của nó cũng khá là phức tạp. Đấy, thì mình cũng tham khảo trên mạng xong rồi cũng tìm các cái module đấy để mình làm việc với nó. Đấy, nó hơi phức tạp vì là nó hỗn loạn nhiều loại quá thì nó hơi hơi khó, mình không biết là cái thư viện nào là thư viện đúng hay là sản phẩm là thế nào. Thì ok, thì trong đây mình có giới thiệu được cái ví dụ như là cái điện thông minh e-smart ấy. Thì với cái khả năng các bạn đã làm được cái bài, đã học được đến cái phần này rồi, thì và với cái khả năng của các bạn thì mình nghĩ là khả năng các bạn sẽ có thể tự học được các cái kiến thức kiểu như này nhé. Ví dụ làm khóa vân tay đơn giản dùng cảm biến vân tay này, đấy, nó có cần cảm biến vân tay, rồi điều chỉnh độ sáng đèn đấy. Rồi thì mạch điều khiển led pháo hoa đấy. Ví dụ như anh đây là anh Hơn đấy, mình cũng có liên hệ với anh đấy để thỉnh giáo anh ấy một chút. Hay là điều khiển thiết bị bằng giọng nói Google Assistant nhé. Thì cái phần này nó liên quan đến các cái ứng dụng bậc cao nhỉ? Thì có thể đối với các bạn thì dễ, nhưng đối với mình thì cũng hơi lằng nhằng một tí đấy. Mình nhìn này là mình thấy cũng rất là đáng nể nhé. Điều khiển màu sắc thì bình thường là, hay là nhiệt độ độ ẩm đấy chẳng hạn, hay là cảnh báo khi có cửa mở đấy, không biết là cái nào đấy, nó có cái cảnh báo cửa mở là các bài, hay cảnh báo dò khi ga, có rất là nhiều cái ứng dụng kiểu như ở đây nhỉ. Không biết cửa mở, làm chương trình cho kit input vân vân, nó có một số các cái ứng dụng ở đây, giám sát từ xa nhiệt độ vân vân chẳng hạn. Thì ok, mình có thể cùng các bạn xem cái điều khiển pháo hoa. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh điện tử thông minh dành cho mọi người eSmart Channel. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn nhanh á, thì các bạn sẽ hàng đây là cái tích bo này, MCU FB8266. Nó là GV6. Bây giờ lại không có kết quả thì nó lại mất vui nhỉ. Kể có cái kết quả để chúng ta xem cái điều khiển cái pháo hoa nó thế nào nhỉ. Quét mã vạch này, có rất nhiều cái module. Thế thì trong đây mình lấy ví dụ như là một cái giám sát nhiệt độ độ ẩm thôi. Để demo để cho các bạn biết là khi chúng ta học thì nó khó, nhưng mà khi làm thì nó có thư viện, nó có các cái module đấy. Thì nó ví dụ như LCD nó dùng cái module IIC chẳng hạn, nó nhàn hơn rất là nhiều. Thì ok, chúng ta sang đây mấy phút nhỉ, 13 phút sắp nhanh cái này. Điện tử thông minh dành cho mọi người đấy. Thì cái con cảm biến nhiệt độ này các bạn lưu ý là nó... cái con cảm biến nhiệt độ này nó lại là một cái con cảm biến khác, và nó tích hợp luôn là cả nhiệt độ và cả độ ẩm luôn bạn. Đấy, mình cứ dùng thư viện thôi, nó sẽ trả về cho mình nhiệt độ độ ẩm. Và thì có ba chân, và cái chân chính giữa là cái chân output ha, cái chân tín hiệu nó ra đây. Ví dụ như là cái con nốt MCU đây là cái con hơn 100.000 mà camera, nó có thể có cái anten wifi này, nó có thể kết hợp với wifi của nhà mình. Thì mình có thể trong cốt mình thiết lập cái gọi là username password của wifi nhà mình, nó sẽ tự kết hợp và nó kết nối với internet mà. Và nó sẽ kết nối với Blink server, làm cái cloud, blink.cloud ấy, server vậy, nó sẽ truyền dữ liệu trên đấy bạn. Và mình hoàn toàn rất dễ dàng là thiết lập cái app hay là web để điều khiển thiết bị, ví dụ như là tự động bật đèn, ví dụ như cái đèn đường nhà mình đang muốn là nó cứ 6:30 hay là 6 giờ nó bật để tùy theo mùa đấy, và đến 9:30 nó tắt chẳng hạn đấy, ở đường đấy, ví dụ đấy, thì nó hoàn toàn tự động, mình không phải để ý cái đấy, hay là đèn hành lang hay là vân vân đấy, sân vườn nhà mình hoàn toàn có thể thiết lập được. Đấy, nó có cái chế độ setup thôi, nó cũng chẳng phải cốt bạn, mình có thể set được, nó rất là đơn giản nhé. Còn đây con cảm biến nhiệt độ độ ẩm này. Thế thì ở đây anh ấy có chia sẻ một chút là một vài các cái sau đó blink.cloud này. Đấy,
blink.cloud. Chào là Vi Tu Vi. Để thiết lập, tất nhiên để học được cái này cũng phải mất một vài ngày nhé. Ở đây thì chúng ta mình thiết lập là chân gì kết nối với con cảm biến nào, và chúng ta có thể gặp thẳng thôi. Chúng ta không cần phải code các cái kiểu đồ thị như này cả, nó tự tạo ra các đồ thị, nó là platform mà, nó rất là tiện. Kể cả là IoT.cc đấy, nó cũng có cloud đấy bạn, và chúng ta cũng có thể dùng cái cloud đấy, không cần dùng Blink cũng được. Có rất là nhiều cái loại cloud để hỗ trợ này. Để ví dụ nhắn bát nhắn đó bạn. Thì cái đoạn code thì người ta cũng hướng dẫn là setup, setup tên device thế nào để mà làm được cái này, nó cũng khá là nhanh chứ không phải là cài vào trong cái ngay, nhưng mà nó tóm nó NCU 1.0 ha. Rồi tiếp đến là cái cổng, anh ấy hướng dẫn cái này, ha. Không. Đấy thì nó cũng báo ra, nó báo ra qua serial monitor đấy. Cái serial này thì nó sẽ hiển thị là nhiệt độ, độ ẩm. Nhiệt độ, độ ẩm 69-68%, nó nhảy là nhiệt độ, độ ẩm thông thường ở đây. Đồng thời cái bóng đèn ở đây các bạn thấy là nó sẽ chớp chậm ha. Đây là anh ấy hướng dẫn cách để chúng ta gọi là setup, setup cái con này. Thì chúng ta cứ làm theo nhỉ. Thì đưa được cái kit vi xử lý về. Anh ấy hướng dẫn cái cách làm trên app chăng nhỉ? Rồi các bạn nhấn vào ra đi. Đấy, mình chỉ việc download cái app này về, kể cả là Blink IoT hoặc là chúng ta download cái app mà ví dụ nếu mà chúng ta dùng nền tảng là Arduino.cc thì chúng ta download cái Arduino.cc về nhỉ. Đấy thì mình hoàn toàn có thể thiết lập được, đây sao là cái app. App ra nhỉ? Sau khi thiết lập xong này. Thì các bạn sẽ nhấn và giữ để quan sát bạn lên IoT các bạn. Rồi chúng ta thì với các cái ứng dụng nhỏ nhỏ đó, chỉ có hai cái con Node MCU, mình muốn điều khiển hai device thì IoT bật cloud nó là free vậy. Nhưng mà nếu mình muốn làm từ cái thứ ba trở lên thì mình phải đăng ký cái gói 10 thiết bị đấy, thì nó là đâu đó là khoảng cỡ mấy đô một tháng ấy. Mà đây là sản phẩm có ứng dụng thật đúng không nhỉ? Đấy thì mình phải trả tiền. Đấy, mình phải trả tiền điều khiển nhiều thiết bị mà. Thì trong đây là anh ấy có cái mạng wifi của mình vào. Cách thức là setup đại loại. Các bạn có thể là đặt tên. Rồi, ok. Đây là các bạn. Thì sau khi đã thiết lập xong thì mình cũng lại gấp thả như trên web thôi. Đây chỉ như trên web. Các bạn sẽ chọn hai cái biểu đồ ra ở đây ha. Biểu đồ đây, biểu đồ chúng ta có thể nhập bố trí to nhỏ, chọn màu sắc và. Đấy nó nhìn cũng khá là pro nhỉ, khá là pro. Ở đây thì mình sẽ đặt rồi mình chọn màu, chọn thiết lập này. Rồi nhiệt độ. Thì cuối cùng là nó sẽ tạo cái biến và độ ẩm đó bạn. Đấy các bạn thấy ha. Sẽ thay đổi. Đồng thời. Ví dụ như mình mà lắp cái con cảm biến âm thanh ở đây thì cái này nó nhảy nhót kinh lắm. Trên web của chúng ta cũng có hiển thị. Cũng mình thiết lập cái chế độ connect đúng không nhỉ? Để nó thể hiện nếu mà con này là hai cái app, thì con này còn kết nối được mấy cloud và con này cùng kết nối được cloud thì cái này nó sẽ nhấp nháy. Cái giá trị nhiệt độ, độ ẩm. Mà mình hoàn toàn có thể thêm cái nút bấm vào đây. Để mình có thể điều khiển bật đèn, bật còi, loa, dọa, trộm hay gì đấy. Lại có thể thiết lập được các nút bấm ở đây để từ điện thoại này, qua wifi nhà mình này, đúng nhỉ? Đưa lên cloud và từ cloud nó lại đến cái wifi của con này. Đây có thể là không cùng một nhà nhé, có thể khác mạng wifi cũng được ạ. Ví dụ như là ở nhà mình đây thì ở đây và cái này có thể để ở đâu đó mà, bất kỳ ở đâu nhé. Nó có thể là. Rồi các bạn muốn xem ở trên web đó, thì các bạn sẽ nhấn vào một cái kính lúp ha. Rồi các bạn chọn vào cái thiết bị con vi xử lý của chúng ta đó, thì trên đây nó cũng hiển thị cái giá trị nhiệt độ, độ ẩm. Trải lại nó cloud, nó link với nhau, cả web, cả app nó đồng bộ với nhau, cả con Node MCU của mình, tất cả nó đồng bộ với nhau, các cái dữ liệu, các cái công tắc, nút bấm, mọi thứ có thể đồng bộ với nhau, nó cũng khá là tiện và cũng khá là dễ dàng nhỉ. Thì bản thân anh này anh ấy cũng rất là nhiệt tình, đợt trước mình cũng tự học để có một số cái việc mà mình phải tìm hiểu nó đấy, cái ứng dụng kia để mình phải học, xong rồi trên link cho con mình nó làm project vậy. Đấy thì có một số bài trên đây anh ấy làm, có một bài mình thử theo thì nó bị sai code ạ. Anh ấy chia sẻ code ở trên đây nó bị sai mất, thành ra mình làm nó không chạy. Thế là nhờ anh ấy giải đáp, nhưng mà cuối cùng sau một lúc mãi sau thì mình đọc lại thì đấy là code bị sai nhỉ. Thì anh ấy cũng rất là nhiệt tình, thì anh ấy cũng tận tình giúp đỡ. Thế bảo trả tiền thì anh bảo thôi em giúp anh có gì đâu có đấy, nhưng mà ok mình cũng phải nghĩ mãi mới trả được tiền đấy. Thế cuối cùng bảo hay là mua cái khóa học, mua cái khóa học là 500.000
Nhưng mà mình thì anh ấy cũng đưa cái khóa học, nhưng mà cuối cùng là mình cũng chưa có nhu cầu lắm, chưa học hết, nhưng mà ok, mua khóa học để trả tiền thôi. Thì cũng trả một khóa học 500.000 thì anh ấy cũng rất là tận tình chỉ bảo, hướng dẫn. Đấy, mặc dù là mình cũng có cái nền tảng về Arduino, về Dũng như thế rồi, nhưng mà nhiều khi tự học nó cũng có cái mất thời gian, như là nó mất thời gian, hoặc là nhiều khi nó cũng khó nhé. Có nhiều cái có thể là mình không hiểu sâu hoặc vân vân cũng khó, thì có thể nhờ người khác. Đây là cái nhờ người đi trước, nhờ người ta có kinh nghiệm rồi. Ví dụ như các bạn có thể tự học Arduino Uno cũng được vậy, nhưng mà nếu có giáo viên hay là có bạn bè làm cùng thì nó sẽ nhanh hơn nhé. Thử sang qua cái đèn này như rất hấp dẫn. Cái mạch điều khiển đây này, xem nhá. Dạy lát cọp ha, dạy lát cọp. Đây anh này cũng rất là em yêu khoa học đấy nhỉ. Anh này làm ở công ty UBS Santac, là cái bộ lưu điện đấy. Tôi sẽ nói. Hỏi anh mà có kiếm tiền bằng cái nghề này không, bảo cũng không. Nói vào đây. UBS Santac này là. Những cái tia là nó sẽ nói song song với nhau các bạn. Còn LED. Những cái con LED. Cái này cũng công phu vết đấy nhỉ. Đúng là em yêu khoa học. Đợt Tết vừa rồi anh ấy làm. Chơi Tết. Anh ấy cũng em yêu khoa học anh ấy làm. Để xem nhé. Cái này á. Nó sẽ được nói song song với nhau. Ở đây buổi tối đây nhìn. Và nó sẽ dây laptop ha. Rồi. Cung cấp điện áp 5V vào thôi. Và hai dây tín hiệu này. Nó sẽ được một cái chùm. Đó. Lấy phá quà rất là đẹp. Rồi. Mình sẽ cấp điện vào. Nó chạy từ. Đấy, đây là ban ngày đúng không nhỉ? Nhìn nó sẽ điều khiển các cái hiệu ứng của đèn led. Đấy, ví dụ thế. Buổi tối chứ nào? Xem buổi tối. Đó là mình quay lại cho các bạn xem nè. Thì cái hiệu ứng của nó ban đêm rất là đẹp ha. Đó các bạn thấy ha. LED nó sẽ sáng từ cái dây LED cột nó sáng lên. Và vào cái LED cầu thì nó sẽ tỏ ra các tia ha. Cái này thì gọi là em yêu khoa học thôi, chứ còn không lại được với anh Tàu đúng không nhỉ? Có thể đâu đó mua ở trên mạng, hoặc là đi mua ở ngoài cái sản phẩm có sẵn rồi thì nó còn rẻ hơn đúng không nhỉ? Chứ còn làm cái đấy mất nhiều công, nó có điều là gọi là em yêu khoa học, làm thì làm thôi. Chứ còn cái này thì gọi là cũng được nhỉ. Nhưng mà tuy nhiên là với cái khi chúng ta tự học nhỉ, đến bây giờ chúng ta có thể vào các cái blink.io này. .iot hoặc là .cloud nhỉ, cloud. Đấy, .cloud đây chẳng hạn, thì chúng ta có thể là cũng xác lập chứ đó blink nhé, có bị lỗi cái gì nhỉ, blink cloud. Đấy, thì chúng ta cũng có thể là đấy, thiết lập giống như vậy, nó rất là đơn giản đấy nhỉ. Blink Cloud rồi. Quay lại thì cái Blink Cloud hôm nay họp rồi sao này. Blink Cloud search hẳn cái từ Blink Cloud mà còn không ra này thì đang có vấn đề à? Hay là cái này làm ăn không ăn lên làm ra nó họp hết rồi. Blink.cloud. Blink.iot nhỉ. IoT đi, search một chút xíu nhé. Blink.io mà. Thì đây là cái trang này, nhưng mà phải là cloud cơ. Mình đang muốn điều khiển trên web là phải vào Blink Cloud, hay nó lại thay đổi chính sách gì nhỉ? Blink.io. Blink.cc. Cái Blink.cloud này làm sao ấy? Chẳng lẽ lại cái cloud này nếu mà nó bị rồi thì nó bị off rồi thì chúng ta có thể vào lại ứng dụng tìm cái aro.cc đúng nhỉ, cloud của thằng này nhỉ, aro.cc cloud. Cái này thằng này cũng có cái cloud đó bạn. Thì chúng ta cũng có thể là dùng cái platform này nhỉ, cloud này. Đấy, ví dụ thế thì chúng ta có thể vào các cái cloud.cc. Đây cũng là một platform mà chúng ta cũng có thể download các cái app của cloud aro.cc đúng không ạ? Và chúng ta có thể đăng nhập thành viên, và chúng ta cũng có thể tạo các cái web ở trên đây. Cái nhìn nó cũng xịn sò đó nhỉ, nhìn rất là mượt, rất là đẹp. Đấy, chúng ta mà dùng Java, chúng ta dùng nó kia để code Android vân vân, nó cũng khó chứ làm sao mà đẹp được như họ được. Đấy, thì nó đi làm thì chúng ta có thể sử dụng các cái cloud thì nó cũng sẽ
nó không linh hoạt nhưng được cái là nó nhanh và nó phù hợp. Thì hoàn toàn chúng ta có thể làm cái ứng dụng có thật, đúng giả đấy là làm điều khiển hay giám sát đấy, điều khiển từ xa hay là giám sát ví dụ nhà mà có trộm thì nó có thể là nó tự kích hoạt, đúng giả kích hoạt và chuyển qua app và nó có thể đưa ra cái notification mà. Notification ở trên app điện thoại của mình nhé. Thế thì cái ok rõ ràng trong đây nó còn có cái notification ở đây. Ok, xem cùng các bạn thêm một chút xíu thời gian này. Xem là cái notification khóa vân tay điều chỉnh độ sáng nó có thể notification mà. Đấy, ví dụ có người mở cửa nó sẽ notification, kể cả mình có tắt giám sát nhiệt độ độ ẩm đây. 13 không phải, nó còn có cái bài khác. Đấy, thì nó có thể đưa ra cái notification, kể cả mình có tắt điện thoại nó vẫn có thể là gửi cho mình vậy. Lò ấp trứng này, giám sát nhiệt độ, lò ấp trứng giám sát nhiệt độ từ xa qua điện thoại này, này. Ví dụ cảnh báo nhiệt độ hay là có người đột nhập đấy, thì nó hoàn toàn nó có thể gửi cái notification trên điện thoại của mình vậy. Đấy, thử xem nhé. Gửi thông tin về nhiệt độ độ ẩm cho chúng ta, hoặc là chúng ta có thể là sẽ gửi một cái tin nhắn về nhiệt độ độ ẩm cho chúng ta. Rồi, đó là cái cách. Khi nhiệt độ nó quá cao. Rồi, các bạn thấy nó gửi tin nhắn này. Thì tin nhắn đây là nó sẽ báo về. Đây là cái dùng mô đun tin nhắn, nhưng mà thực tế là nó có thể là notification của Blink.cloud ấy, nó có thể notification luôn ở đây mà. Thì cái con ESP12 rồi. Đây là tin nhắn mà. Đây là qua module SIM. Đấy, còn thực ra nó còn có nhiều lắm. Thực ra là trên đây có rất là nhiều cái. Thì rất là nhiều cái chúng ta có thể học được và có thể ứng dụng thực tế đúng không nhỉ? Ứng dụng thực tế. Thì ok, thì đấy là cái phần chia sẻ sơ qua một chút như vậy. Thì bây giờ chỉ còn một số bạn ở lại. Còn lại là mình sẽ chia sẻ qua một chút thì sau khi học cái khóa này rồi thì đấy thì chúng ta cũng chỉ làm với 15 slot thì cũng chưa làm được cái gì đó đến nơi đến chốn, nhưng mà tuy nhiên là cái nền tảng chúng ta có thể học được. Đấy thì thế thôi, thế thì còn lại là ok chúng ta có thể tự học, và như hôm trước mình có chia sẻ đấy, để thành chuyên gia được nó phải là hàng nghìn giờ đấy nhỉ, và chúng ta cũng cố gắng có cái định hướng rõ nét, ví dụ như là nhúng hay là cốt hay là ngôn ngữ nào hay là cái AI đúng không nhỉ? Big data, nhà phân tích dữ liệu, hay là đi theo anh ví dụ như cái anh mà đang tỷ phú đang hot hòn hòn nhất hiện nay đấy, anh Triệu Trường Bằng cái gì đấy, người Trung Quốc chủ của Binance đấy, thì anh ấy đi vào cái khía cạnh nó rất là hẹp, đấy là cái tài chính công nghệ, và hẹp hơn nữa trong tài chính công nghệ đấy chính là các cái sàn chứng khoán, sàn về các cái blockchain đúng không nhỉ? Thì anh ấy thành ra sở hữu cái sàn Binance và có thể ước lượng cái tài sản bây giờ lên 100 tỷ rồi. Đấy, thì nói tóm lại là mình muốn là mọi người có thể có cái định hướng rõ ràng hơn và chúng ta đi theo cái ngành nó hẹp hẹp một chút đúng không nhỉ? Để thành chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó. Đấy, còn suy nghĩ thì tích cực đúng không nhỉ? Học online thế này thì không biết là có đã chép chưa hay là vân vân, trong quá trình học thì có bị thi lại môn nào hay có bức xúc hay cái gì thì chúng ta cũng phải suy nghĩ tích cực nhỉ? Thì suy nghĩ tích cực, và cái ví dụ như tiện đây để chia sẻ, ví dụ như là cái trường mình có cái bức tượng mà mình thấy nó rất là hay đấy nhỉ, đấy là bức tượng gọi self-made man nhỉ, self-made của self-made man, thì những cái bức tượng đấy của FPT mình đấy, thì có nghĩa là cái chúng ta ý là phải tự gọt giũa mình đúng không nhỉ, hàng ngày để hoàn thiện mình đấy, và mình lại muốn là mình nghĩ là cái này có ý là gọi là ta là sản phẩm của chính mình đấy đúng không nhỉ, nên muốn là mọi người là suy nghĩ là tích cực làm chủ. Đôi khi có thể nhiều khi có những sinh viên có thể ngày trẻ như các bạn mình cũng thế nhỉ, vì bức xúc vì cái rất là không đâu. Đấy, thì có thể có những sinh viên học rất là giỏi, có thể lên đến mức độ học thi ACM các thứ vân vân, nhưng có thể là các cái suy nghĩ cũng rất là tiêu cực, có thể chỉ vì một cái điểm nó thấp hoặc là oan đúng không nhỉ, thì có thể là có suy nghĩ gì đó rất là tiêu cực đúng không nhỉ. Đấy, thì
lên dưới góc độ khi chúng mình đã trải qua nó cũng nhiều nhiều năm rồi, thì mình nhìn lại các cái khó khăn, các cái vướng mắc đấy là cái gì đó rất là nhỏ nhỏ thôi, đúng nhỉ? Nó không là cái gì cả. Đấy thì và mình phải làm chủ, nhà ta là sản phẩm của chính mình phải làm chủ, cũng hạn chế, cũng cũng không nên bức xúc vì những các cái tác động từ môi trường bên ngoài đấy, mình phải làm chủ cái đấy. Để nói thêm thế nhỉ, nhân mùa Covid thì cũng chia sẻ thêm, có bạn nào có stress hay là có cái vấn đề gì đấy thì có thể là chúng ta cũng suy nghĩ tích cực nhỉ. Thì cơ bản là ok nhỉ, cũng không vấn đề gì. Thì thi cuối kỳ thì chắc cũng không không có cái gì dặn dò. Thì hôm nay thì sau khi các bạn đã làm test xong thì chắc là mình cũng sẽ cho các bạn cái chế độ ôn luyện, thì cũng dặn dò đây là ôn luyện xong thì ôn luyện cho mình thôi, chứ còn đừng có chia sẻ với các khóa sau để cho các bạn ấy học tập và tự giác nhỉ. Thì sau khi đưa lên thì chắc là mình sẽ tổng kết điểm, mình sẽ đợi các bạn test xong cái thì mình sẽ đưa cái chế độ luyện tập để cho mọi người thể làm lại nhiều lần để có thể ôn luyện nhé. Thế thôi, thế thì cơ bản là thế. Thì rất tiếc là chúng ta học online không có dịp gặp gỡ trực tiếp. Thì cảm ơn các bạn đã hợp tác trong thời gian qua nhé. Thì chúc các bạn thành công trong công việc, và đặc biệt nhỉ, cái của mình muốn nhấn mạnh là chúng ta có một cuộc sống happy nhé, chứ cũng không cần phải mức độ là mình cứ phải kiếm tiền hay thành công, thành làm được cái gì nó to lớn, nhưng quan trọng nhất là phải happy nhỉ, happy từ trong quá trình học đến khi đi làm, đến khi về hưu, đúng nhỉ? Nói chung là nó tóm lại nó phải xuyên suốt cả cái cuộc sống của mình, nó phải là happy nhỉ? Chứ không phải là bây giờ là đang là hy sinh để sau này sướng, đúng nhỉ, chịu khó học bây giờ đỡ, sau này đỡ khổ hay là vân vân nhỉ. Đấy thì mình phải tìm được cái niềm vui hấp dẫn mà cũng nhẹ nhàng thôi, cũng không có gì phải áp lực. Đấy, sức mình đến đâu thì chúng ta học đến đấy. Ok, thế thôi thì thế nhá. Thì còn chắc cũng còn khá khá các bạn phải ở lại để mình review cùng các bạn một chút. Còn lại bạn nào mà nếu mà không có có vấn đề gì mà đang có thì có thể ở lại, còn nếu mà bận hay gì thì chúng ta có thể rời lớp sớm hơn một chút cũng được nhá. Thế nhở? Ok, thank you nhá. Thế thì bây giờ mình thế nhá, thì mình tiếp theo sẽ cùng review với một số bạn, các bạn khác thì có thể là hỏi nhanh đáp gọn đấy nhỉ. Thế thì Vũ Kim Anh đã vào lớp chưa? Có thì ạ. À, thế nên sao vừa lấy vào muộn thế nhỉ? Thế thì Vũ Kim Anh, mình cũng đang chưa rõ cái bài của Vũ Kim Anh đã làm được đến thế nào. Thì ok, cái bức tượng này hay không nhỉ? Bức tượng này ý nghĩa quá nhỉ? Self-made man ý nghĩa quá nhỉ? Ta là sản phẩm của chính mình, mình có thể tự gọt rũa mình hàng ngày để cho nó hoàn thiện hơn. Cứ nhẹ nhàng thôi, cũng không có gì là phải gọt rũa mạnh quá, gọt vừa vừa thôi, gọi là mỗi tháng, mỗi ngày cải thiện một tí, thế là tốt. Thế thì Vũ Kim Anh thì mình có thể search Vũ Kim Anh để xem qua một chút. Không biết là có cái gì mà mình xem chưa rõ thì mình sẽ cùng hỏi đáp với Vũ Kim Anh một chút nhé. Thì khóa số thông minh nhỉ? Khóa số thông minh bấm ok, thì cái bài này thì nó đang có problem thì mình mở bằng cái này nhỉ. Mở bằng cái Google đọc thì nó lại đọc được. Mở trên đây nó lại không thể preview được thì nó lại mở sang đây. Lâu gớm nhỉ? Đây rồi, ok nhá. Thì khóa số thông minh, bài này thì khóa số thông minh Kim Anh có phải tham khảo nhiều ở trên mạng hay từ trợ giúp của người thân không? Có, chỉ tham khảo logic dạ, cô tự làm hết. Ok, incorrect nhá. Try again nhá. Enter password. Có đổi được mật khẩu đúng không nhỉ? Trên password đây đúng không nhỉ? Thì cái thủ tục trên password cũng khá là phức tạp nhá. Thì bài này mình đánh giá nếu mà tự code được thì mình nghĩ là cũng phức tạp đấy bạn. Đấy, dòng code các bạn nhìn thì có thể lên đến hàng trăm dòng code rồi nhỉ, thì rất là ok nhỉ. Với lại hai nữa là thêm nữa là cũng khổ thân bạn nhỉ, khổ thân bạn có chia sẻ đây nhỉ. Video thực hành đã lắp đúng và kiểm tra rất là nhiều lần mà vẫn lỗi, lại còn hi hi. Đấy. Thế thì cái này mà nếu mà chúng ta mà không phải online đấy, mà chúng ta offline thì bạn cứ mang đến lớp thì trả phần phải mình, có khi các bạn khác trong lớp có thể cũng gọi là cờ bạc tay mới, nhìn ngay có thể biết ngay là lỗi gì vậy. Nhưng mà có điều là chúng ta lại không có dịp nhé. Thế thì trong đây thì mình mới xem là link video nhỉ? Mình có thể xem cái video để video edit link remove nhỉ? Ok,
thì mình có thể chỉ ra, mình có thể xem qua để mình có thể chỉ ra. Đây là cái bạn demo cho cái này, bây giờ demo cho cái mã số enter password. Ok, thì cái tin cứ kết thì bạn không bị vướng mắc. Thế thì bạn này có cái chia sẻ là đây là em thiết tha thể xem cái này đúng không, vì lắp ngoài nó không được. Thì bây giờ mình đã thích xem cái lắp ngoài cơ thì mình lại không thích xem cái kia nhỉ. Thì cái kia cơ bản là hoạt động ok rồi. Thế thì lắp cái ở ngoài này mình thử xem qua này, bạn bị lỗi cái chỗ nào nhé. À, hơi khó nhìn nhỉ. Thế ok thì mình nó bị làm sao nhỉ Kim Anh nhỉ? Lắp ngoài nó bị, nó không chạy à hay thế nào? LCD nó chạy. Không ạ, à, LCD nó bị mới thầy ạ. À. Tức là nhìn thẳng thì nó sáng trưng lên. À ok. Thế đã biết đã lắp con biến trở vào chưa? Có lắp biến. Ôi giời ơi, tôi chết rồi lại. À, tham khảo ở đâu ấy, không có con biến trở. Thì cái biến trở là cái nó sẽ điều chỉnh cái độ phân cực của nó bạn. Cái bài này khéo phải trừ điểm mình cái tội là không chịu thực hành cái bài lắp, nó có cái con biến trở mà. Đúng không nhỉ? Ok. Nói vui vậy thôi nhỉ. Đây tin cực kép. Nó có biến trở mà, nó có con biến trở để điều chỉnh độ phân cực. Nhìn vào cái sơ đồ này đã thấy mất toi cái biến trở của mình đâu rồi nhỉ. Thì cái con biến trở sẽ là điều chỉnh cái độ phân cực của nó bạn. Thì ok thì có thể tin cực kép. Tin cực kép. Đấy. Cái này mà bạn hỏi trước hay là bạn chụp cái ảnh hoặc là bạn hỏi các bạn có thể cũng đề bớt được. Đấy. Thì ok, trong cái mạch này thì mình có thể new circuit nhé. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn có thể gõ từ LCD nhỉ. LCD hoặc các bạn gọi Arduino cũng được. Thì nó có cái này. Kể cả cái trong cái bài lab bao nhiêu đấy, của tài liệu đi kèm, mọi người biết là đây bạn đang bị thiếu cái rất là nghiêm trọng là thiếu con biến trở này. Đúng nhỉ? Con biến trở này sẽ điều khiển cái độ phân cực của cái này. Nó sáng, không cần phải nhìn nghiêng mà mình sẽ điều chỉnh làm sao nó nhìn đằng thẳng vào nó vẫn ok vậy. Đã hiểu chưa nhỉ? Đúng là thiếu cái này không? Vâng, đúng ạ. Đúng là nhìn qua là mình vừa nhìn cái video của bạn là đang bị thiếu cái con biến trở. Thành ra cứ phải nhìn nghiêng này, đúng nhỉ? Nó hơi vất vả nhỉ? Thành ra mất nhiều, rất nhiều lần, đúng nhỉ? Là cũng mất khá nhiều thời gian. Thì cũng tích coi mặc dù là không tìm ra được lỗi nhưng mà thôi ok vẫn tích coi vì là đã rất là chịu khó dành nhiều thời gian. Thế cuối cùng là nhiều lần nó mất bao nhiêu thời gian cho cái bài này? Mất full 2 ngày thì ôi trời ơi, thế thì tích coi nhỉ, tích coi cho hơn 2 ngày này nhá. Thì thôi thì hơi dở nhỉ, kể mới lại hai nữa là trong đây có biết là cái breadboard từ đây đến đây nó không thông nhau không? Từ đầu này sang đầu này nó không thông nhau, đã biết chưa? Chắc là biết rồi chứ. Vâng, có thầy ạ. Cái này từ đầu này sang đầu này. Mình cấp nguồn đầu này thì đầu này không có đâu. Nó chỉ đến giữa thôi mà. Vì nó bố trí nó linh hoạt nhé. Thì bài này chỉ có một bài thôi đúng không? Nhưng mà một bài là bài chất lượng đúng không? Tự làm. Và lại còn phải bù cho cái vừa trừ nhưng vừa cộng đúng không? Cho cái lỗi là thiếu linh kiện lắp nó không chuẩn mà. Nhưng mà vừa cộng. Thì ok thì cũng khổ thân mất công nhé. Thì một bài nhưng mà lại có cả mạch thật, lại có mất nhiều công nọ kia thì có thể 88-90. Thế 88 hay 90? 88 thôi thầy ạ. Ừ, 88 thôi, phát thôi. Ố, sao lại 88 mà lại cứ nhảy lên thành 8.8. Ố, sao lại cứ bắt mình phải 90, lạ nhỉ? Quái lạ sao. Cái trường hợp của bạn này hơi đặc biệt. Số trời định thôi thầy ạ. 90 rồi. Muốn 88 cũng không được. 8.8 này nhá. Quái lạ nhỉ, sao quái lạ nó lại có cái trường hợp này. Chưa từng gặp bao giờ lại có cái tình huống này nhỉ. Có thể setting cái trạng thái nó ở cái trạng thái kiểu gì đấy. Thì ok thì đúng nguyện vọng nha. 88 nhỉ, cái gì cũng 88. Phát chắc năm nay phấn khởi lắm nhỉ. Ok thì cảm ơn Kim Anh nhỉ. Ok, cảm ơn Kim Anh nhỉ. Cảm ơn thầy. Ok. Tiếp theo là bạn Minh Đức nhỉ. Minh Đức có đây không? Minh Đức đã xong việc. Em đây. Thế thì Minh Đức Nguyễn. Không thấy, em là Phạm Minh Đức, không phải Nguyễn Hữu Minh Đức nhỉ. À, Phạm Minh Đức à? Phạm Minh Đức. Ok, thế thì Phạm Minh Đức chưa xem được video thì đã set up em gửi lại thầy. Em xem rồi. Thế thì mình cùng với các bạn Phạm Minh Đức một chút này. Em mà không có bộ lắp ghép nên là em chỉ làm trên tiêu kết à. Ok nhé. Thì Minh Đức
Phạm đây thì nó có cái xem video nhỉ. Ok nhá. Đây có thể mở cả cái bài này ra. Thì đây là bài Auto Smart Home nhỉ, nghe cái từ smart đã thấy hấp dẫn rồi nhỉ. Thì thứ nhất là không có diễn giải cái đấy thì nó cũng hơi khó đó nhỉ, vì là hơi khó cho mình một chút. Thì ok, mình sẽ xem cái thư mục, xem video, mình xem video cho nó. Tại diễn giải em nói trong video rồi. Gì cả? Ờ. Tại diễn giải em nói trong video nên là em không ghi ra. Ừ, ok. Kể có vài dòng đấy thì có thể là mình thiết lập nó sẽ nhanh hơn một chút. Ok, thế thì mình cùng các bạn xem qua cái bài của bạn một chút này. Có thể lần sau có làm các bài gì mọi người, bạn có thể là để lên trên YouTube ấy, hoặc là trên driver đấy. Driver mà luôn thì cho nó nhanh mà nó nhanh hơn một chút nhá. Để thì mình có thể xem qua cái sản phẩm của bạn. Sau đây em xin demo hoạt động của Project. Thì đầu tiên khi trong phòng chưa có người thì hệ thống đèn và quạt sẽ tự động tắt. Nhưng mà khi trong phòng có người thì hệ thống đèn và quạt sẽ tự động được bật lên. Màn hình LCD sẽ hiển thị công suất của hai thiết bị này. Tiếp theo chúng ta đến với cảm biến nhiệt chuyển động, dùng để xác định có khách ghé thăm hay không. Khi mà khách ghé thăm, màn hình LCD hiển thị thông báo, cửa tự động mở sau đó sẽ tự động đóng. Chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ của quạt thông qua cảm biến nhiệt độ. Nhiệt độ càng nóng thì quạt sẽ chạy càng nhanh, và màn hình LCD sẽ hiển thị công suất của quạt. Khi mà nó càng lạnh thì nó sẽ tắt đi. Tiếp theo chúng ta đến với cảm biến quang trở, dùng để điều chỉnh độ sáng của bóng đèn. Thì khi mà ban ngày, bóng đèn sẽ tự động tắt đi. Nhưng mà khi trời tối vừa thì bóng đèn chỉ hoạt động với công suất vừa đủ thôi. Trời tối hẳn thì bóng đèn hoạt động công suất 100%. Cuối cùng là đến với cảm biến khí ga, giúp xác định sự cố xảy ra trong phòng. Thì khi mà chưa có gì thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi có khí ga đột ngột xuất hiện thì màn hình LCD sẽ hiển thị thông báo nguy hiểm. Đèn và quạt sẽ tự động được mở lên, cửa sẽ tự động mở để giúp cho những người ở trong phòng sẽ xác định được lối ra để thoát hiểm. Phần demo của em đến đây là kết thúc. Ừ, ok. Thì cảm ơn bạn nhỉ. Có một bài này đúng không nhỉ? Vâng. Thế thì trong đây có mấy cái này. Thứ nhất là cái lại nói về cái mang tính chất là khí ga nhỉ, khí ga mà mình mà các bạn biết là khi mà vào nhà, vào phòng mà tự nhiên thấy cái ga nó giò nó lồng lặc ấy thì chúng ta phải làm gì không nhỉ? Okay. Tìm chỗ ga để thì có khí ga thì chúng ta phải xử lý thế nào? Thì chúng ta ok cả chào ta nhé. Thế thì khí ga tắt điện rồi. Không có tắt điện mà không bật không tắt, bởi vì khi nếu mà cái đèn nó cứ bật thì không sao, nhưng mà khi mình bật vào công tắc ấy, thì cái chỗ nó tiếp giáp mà mình đã nói cái công tắc là đề bô nó nhảy đi nhảy lại, nó sẽ tạo ra đánh lửa vậy, thì có thể gây ra nguy hiểm. Đèn đang bật cứ bật, đang tắt cứ tắt, nói tóm lại là không động một tí gì về thiết bị điện, và mình phải dùng cơ bằng tay để mở cửa ra bạn. Đấy là khí ga. Đấy thì có hơi cái trường hợp đặc biệt là như vậy. Đấy khí ga. Còn tất nhiên là cái này mà là khí độc thì chúng ta có thể là cho các cái điều khiển điện nó hoạt động tự động bắt tắt đèn, bật quạt thông gió thì cái đấy là bình thường. Nhưng mà nếu mà là khí ga thì là kinh nghiệm, nếu mà chúng ta bây giờ thì chắc là cũng ít nhà dùng ga, nhưng mà đại khái nếu mà có gặp cái tình huống đấy thì chúng ta phải thứ nhất là tìm cái chỗ giò để mình có thể vặn cái bình ga nó cho nó đóng cái bình ga lại. Cái thứ hai là chúng ta hoàn toàn nằm tay nhé, không bằng điện, không được bật tắt điện và phải mở cửa bằng tay đại loại thế, thì để nó thông gió, chứ không bật quạt thông gió nhỉ, bật quạt nó có thể gây ra tia lửa, có thể gây ra phát nổ nhỉ, đại loại thế.
Thì ok, mới lại trong cái bài này thì các bạn bạn thấy cái sản phẩm của bạn cũng khá là perfect, có nghĩa là rất là nhiều cái tính năng tự động bật bật đèn, tự động điều chỉnh nhiệt độ, rồi thì phát hiện người gần đến gần thì vân vân đại loại đấy, có rất là nhiều các cái tính năng. Nhưng mà tuy nhiên là có một vài cái linh kiện nó rất là mới, ví dụ cái đèn đấy là đèn điện áp công suất nó cao, nó không phải đèn LED, thì mình phải dùng cái con người ta gọi là transistor để khuếch đại tín hiệu đấy. Rồi thì cái cảm biến khí ga chúng ta cũng học, nhưng mà cái con cảm biến khí ga nó đơn giản hơn, nó như là cái analog bridge thôi thì nó rất là bình thường, hay là con cảm biến hồng ngoại đây nó trả về hoặc một hoặc không để là thể hiện là có người không có người, thì cái này cũng dễ sử dụng. Hay là mấy con đồng hồ đo đấy nhỉ, đấy gọi là vôn kế ampe kế thì nó cũng có thể sử dụng được đấy. Thế thì cái bài này tham khảo nhiều không hả bạn, có bị tham khảo khá khá hay tham khảo vừa vừa hay là gì? Ý tưởng rất hay nhỉ, sản phẩm cũng khá là hoàn thiện, nhưng mà tham khảo nhiều không hả bạn? Ok, đấy thì ok, Minh Đức đâu nhỉ, tham khảo nhiều không bạn, hay là bạn gì nhỉ? Dạ, em thấy anh có lên xem lên YouTube xem ạ. Ok nhá. Thì cái ok, tham khảo mình nghĩ mình cũng có thể nhìn cái sơ đồ, thì cũng mình nghĩ là có thể nhiều cái mình phải tham khảo nhiều, cũng như cốt mình có thể đọc hiểu được một phần nhá. Thì dạ, với bài này thì ý tưởng là em lên YouTube xem về lắp mạch cả các hệ thống thông minh, em tự biến nó về làm bài riêng của mình, chỉ xem một số cái tính năng nhiều. Thế còn cốt kia có cốt nhiều không bạn? Dạ có. Cốt là tự cốt nhiều gì? Có tham khảo nhiều cốt. Tự cốt là nhiều, còn một phần nhỏ là em copy ạ. Ok. Bởi vì trên YouTube nó dạy là thế, có số cốt nên em có một cái không biết cốt thì em copy lại thôi. Ok, một thank you nha. Ok. Thì mình cũng thấy cái ý tưởng của bạn là sản phẩm cũng tương đối là hoàn thiện nhé. Hoàn thiện thì mình cũng có thể là kể mà có cái hình ảnh như đây được thì tốt nhỉ, để giới thiệu cho khóa sau như thế. Ok nhé, thì cũng thế cũng được nhé, mình có thể ok, thì trong đây là các cái nội dung file. Ok ok nhé, thì cũng được ạ nhé, ý tưởng sản phẩm một bài nhưng mà cũng gọi là khá là tốt nhé. Ok nhé, tiếp theo nhỉ, xong bạn rồi nhỉ, tiếp theo là còn có Nghiệp nhỉ, Nghiệp, Vũ Văn Nghiệp có ở đây không? Hay là bạn em nào có, cần em có. Thế thì bây giờ đến Nghiệp, và còn bạn nào mà cần phải review sớm thì có thể bạn cứ đề nghị để mình có thể làm ưu tiên sớm một chút. Thế thì Nghiệp, bài của Nghiệp có demo có tham khảo nhiều nhỉ? Bài của Vũ Văn Nghiệp đây thì chúng ta cùng xem nhỉ, cái ý tưởng của bạn thế nào nhá. Bài em tự cốt hết thì không tham khảo được. Thế nào, ok. Thế thì vì là bài này có thể cái của đề của bạn ấy cũng khá là hay, mình có lốt lại là demo bạn. Mình sẽ demo để các bạn khác cùng tham khảo học hỏi nhé. Thì ok, thì mình ở Vũ Văn Nghiệp đấy nhé. Thì ok, mình sẽ cùng với các bạn xem qua. Đây là Nguyễn rồi đấy, còn Nguyễn là Vũ Văn Nghiệp. Bạn là Nguyễn hả? Em là Vũ, em là Vũ. Ok. Con Nghiệp đây nhá. Ok, thì bài của bạn Nghiệp đây này. Ok. Thì đây là bài bạn làm là điều khiển dùng IR remote này, link bài làm này, video demo là một này. Là cái thứ nhất là cái bài này thì mình nghĩ là cũng là tích hợp của servo, LCD và IR remote, bài này cũng khá là phức tạp. Tiếp theo là bài này. Thế bài này thì bài này khó chứ nhờ, bài clock này là khó chứ nhờ. Nghiệp bài này thì bạn có tham khảo phần nào không? Không, trước em có nghe giảng thầy bảo là ở cái trường hợp mà nếu mà mình nhấn giữ thì nó sẽ như thế nào đấy, nhưng mà hôm đấy em quên mất cái phần đấy nên không xem lại được, không tìm lại được. Chứ không thì em sẽ làm bằng một nút ấn thôi thì nó sẽ đơn giản hơn, hai nút ấn đi. Bài project của em làm về đồng hồ hiển thị. Thì đây là cái bài mình đánh giá bài giờ phút và giây. Em có sử dụng 6 con led và 7 đoạn và 2 nút công tắc. Thì nút công tắc thứ nhất ở bên phải đây thì sẽ dùng để stop chương trình và
xác nhận như cái nút Enter. Còn nút thứ hai bên trái là dùng để tăng các giá trị giờ, phút, giây lên một đơn vị sau mỗi một lần bấm. Thì em sẽ demo chương trình. Chạy thử luôn. Khi bật chương trình lên thì mặc định sẽ chạy từ 0 giờ 0 phút 0 giây. Và nếu em stop chương trình lại, và em đầu tiên là em sẽ tăng giờ lên đến con số em muốn, ví dụ 5 giờ đi. 5 giờ em sẽ nhấn nút bên phải để chuyển sang chỉnh phút. Thì nhấn nút bên trái để tăng lên, ví dụ tới 15 phút. Sau khi đã chỉnh xong thì em nhấn nút bên phải để kết thúc. Sau khi kết thúc xong thì chương trình lại bắt đầu chạy. Em xin kết thúc trình bày. Ok, bài này thì chắc là không quá khó nhưng cũng là thực hiện là khá khó bạn, khá khó. Bài thì code của bạn có thể mình ok mình xong rồi tiếp là còn cái này nhỉ, cái này về Smartlock. Thì em xin demo luôn. Project của em trong tình trạng khóa thì mình nhấn nút power để mở khóa, và chương trình sẽ yêu cầu nhập mật khẩu. Thì mật khẩu và servo sẽ quay 90 độ. Sau khi đã mở khóa thì nhấn power để đóng, thì chương trình sẽ yêu cầu nhập mật khẩu mới. Mật khẩu mới ta sẽ thay bằng 14785 đi. Cuối dịch tại đây. Ok. Thì cái bài này mình nhìn giá là cũng cũng khó mà. Bài đấy cũng khá khó đấy nhỉ. Ok, bài tiếp theo là bài này được rồi. Thì có hai bài thì mình đều hay, nhỉ, đều hay và khó thì ok mình sẽ thứ nhất là đây là clock này, mình có thể xin bản quyền để lần sau có thể giới thiệu cho các bạn khóa sau đấy nhỉ. Đây là clock. Đây là clock. Còn cái kia là cái gì nhỉ? Clock và cái cả hai cái đều clock thôi nhỉ. Cái kia là một cái là khóa số à? Cái kia là clock. Khóa bằng điều khiển thôi. Okay. Bằng IR remote. IR remote lock. Thì hai bài này đều ok, đều tốt bạn nhỉ, đều tốt. Thế thì nếu mà bạn mà tự code thì mình nghĩ là mình đánh giá cao đấy là cao như Vũ Văn Nghiệp nhỉ. Ok, Vũ Văn Nghiệp. Thì mình nghĩ là bài này có thể được nếu tự cốt cái bài lock kia nhỉ, xem lại cái cốt một chút xíu nhé, xem lại cái cốt mất nhiều thời gian cho bài này không? Mỗi một bài mất một nửa buổi chiều kìa, từ 3 giờ đến 6 giờ. À, nửa buổi chiều thì cũng vừa vừa nhỉ, thế thì bạn cốt cũng thông minh đấy, nhà cũng thông minh nhỉ, thì ok thì điểm cũng cao, mình đánh giá đây là cao nhỉ. Yeah. Ok, yeah. Cảm ơn Nghiệp nhé. Yeah, có vấn đề gì không nhỉ? Ok, tiếp nhỉ, tiếp theo còn một hai bạn nữa thôi. Ok thì có bạn nào cần phải review sớm hơn không? Ok, không phải, thế thì lại lần lượt nhỉ, lại lần lượt một chút. Có lẽ là Vũ Văn Nghiệp đây. Vũ Văn Nghiệp. Ok, xong rồi nhỉ. Thế thì tiếp theo còn bạn Nguyễn Hữu Minh Đức ở đây chưa? Dạ em đây ạ. Ờ đây Nguyễn Hữu Minh Đức có chia sẻ gì không nhỉ? Chia sẻ bài của bạn chia sẻ qua một chút. Mình chia sẻ hay là bạn chia sẻ? Thầy chia sẻ đi ạ. Bởi vì okay. Em ok. Sorry đợi chút là bạn Hữu Minh nhỉ? Đây có phải là Minh Đức này đúng không nhỉ? Minh Đức. Vâng. Ừ, ok. Thì bài của Minh Đức đây thì ok thì xem có cái gì. Thứ nhất là bài Falling Bridge nhỉ. Thì cái bài này tham khảo nhưng mà có sửa, có tùy biến lại nhiều không nhỉ? Minh Đức. Em tùy biến nhiều lắm thầy. Ừ. Nhưng mà em chỉ chỉnh qua thôi. Gì cả? Là sao? Cũng có thay đổi đúng không nhỉ? Digital cái bài này thì đây là bài về đồng hồ ạ.
Thì đây là ba cái nút này để dùng để làm gì đây? Mình để... chỉnh giờ, chỉnh phút với chỉnh giây ạ. Ok nha. Tiếp hai bài này. Cũng khá là tạm nhỉ. Cái bài calculator này thì có phải tham khảo nhiều không nhỉ? Cái bài này code có phải tham khảo nhiều không? Dạ, em cũng tham khảo một ít bởi vì bạn em cũng làm bài này thế ạ. Nên là em tham khảo luôn. Ít hay nhiều? Ít thôi ạ. Ok nha. Thế thì xem qua cái bài này là bài calculator này. Nó có tính năng nâng cao hay là chỉ là cộng trừ nhân chia một chữ số hay là nhiều chữ số được? Nhiều chữ số được hay sao ấy? Với lại hai nữa là bạn cũng lại giống như bạn bạn Kim Anh nhỉ, thiếu cái con biến trở bạn. Thế là nha, hình như nó bị tối rồi thầy. Nhân với lại 9 này bằng này đấy. Thì ok, cái bài này thế thì còn có làm được cái kiểu ví dụ như là 3. Đấy, thứ nhất là không clear đi hơi dở mỗi lần bằng thì có nút clear ấy thầy. Em ở dưới số 7 phím 7 ấy ạ. À. Thầy chuyển sang số khác. Ờ cái này để vào đây nó hơi vướng nhỉ. Ok. Thì ok mình có thể 3 này. 33 trừ này 6 này. Nó bị mờ. À trừ đây, cho nên B là trừ ạ. 6 nhân. Nó có làm kép được thế này không nhỉ? Ở thế này khó không để trình diễn. Không thể ạ. Thì nó chưa được perfect lắm. Chưa được perfect nha, chưa được perfect nha. Thì nhưng mà bài này cũng là khá khó nhỉ. Ok, nhìn qua cái code một chút này thì cũng khá thôi chứ cũng không phải là cực khó. Nếu chúng ta lại còn biết phân tích là nó kia đó thì khó bạn. Phân tích theo kiểu là ưu tiên đấy nhỉ, thứ tự ưu tiên của phép tính mới là khó. Thì trong đây là cái bài mình có thể thiết lập được để demo nó setting time đấy nhỉ, ví dụ tăng giảm gì đấy đại khái đấy. Thì ok, bài này thì cũng ở mức gọi là kết hợp LCD thiết lập thì cũng ở mức khá khá thôi, cũng khá cũng. Thế còn cái bài này thì nhấn để di chuyển nó giống như cái bài trên đấy thì có phải tham khảo nhiều nhỉ, hỏi lại tham khảo cái ý gì không hay là giống như cái bài ở trên giống cái bài Bitcoin của thầy chia sẻ ấy ạ. À thế à. Vâng, nhưng mà em làm ngược lại này em ấy ạ. Ok, em phải làm ngược lại. Ngược lại là lé đúng nhỉ, lé. Vâng, thì cái cũng được bạn, cái sản phẩm này cũng rất là ok nhé, cũng thú vị đúng nhỉ. Ok nhé, thì gạch rơi đấy là ba bài, thì ba bài này nó cũng có đều là ở mức khá đúng nhỉ, mức khá cả. Thì mình nghĩ là cũng 88 nhỉ, 88 ạ nhỉ. Vâng. 88 có vấn đề gì không nhỉ? Dạ, không ạ. Mình nghĩ là so với đối chiếu với các bài khác thì mình nghĩ là Đức với nhà Minh Đức. Vâng. Ok, thank you nhỉ. Đấy, tiếp theo còn bạn em muốn thầy. Sao có bạn nào cần review sớm không nhỉ? Ok, tiếp nha. Ok, chào Diễm Quỳnh nhỉ. Ok. Diễm Quỳnh phải làm ao trước để làm project mà không kịp về tham khảo nghe các cái của bạn khác nữa. Tiếp theo là bạn có bạn nào cần không? Nếu không thì hỏi bạn tiếp là bạn Ngọc Hiển nhỉ. Ngọc Hiển có đây không Hiển? À, có. Ok, thì cái bài của Hiển đây thì cũng có một số cái mà mình muốn làm rõ hơn một chút này. Thì đây là cái bài đèn giao thông nhỉ. Đèn giao thông thì bài cũng bình thường đúng không nhỉ. Đèn giao thông thì chắc là không có vấn đề gì hỏi đáp đặc biệt, nó cũng không có tính năng smart đúng không nhỉ, không có smart traffic đúng không nhỉ. Thì cũng bình thường. Đây là đèn giao thông hay đèn đếm ngược cơ bản. Đếm ngược là hiển thị trên đâu, trên serial monitor hả? Dạ vâng. Ừ, đúng rồi. Ok, thế cái bài này, bài led trái tim này có phải tham khảo nhiều không hay là tự cốt cái phần hình trái tim? Là tự cốt hết ạ. Tốt nha. Tiếp này. Còn bài trái tim để xem cái hiệu ứng nó đậm chút xíu. Để xem cái hiệu ứng. Nó có nhúc nhích gì không? Ừ.
Ok, thì xem cái hiệu ứng trái tim, xem nó có cái hiệu ứng gì không các bạn. Ok, thử xem. À, bạn chia sẻ này thì hình như là mình ở đây, may quá vào được nhé. Ok, bạn có vặn nữa nhỉ, vặn cái biến trở nó sẽ tạo ra cái hiệu, có mấy hiệu ứng bạn. Ấy thì nó dài là vì là mình bạn chọn tùy theo cái điều khiển đầu vào, đúng nhỉ? Mình sẽ điều khiển làm sao cho nó có cái hiệu ứng khác nhau, đúng nhỉ? Ok nhỉ. Ok, thì đấy, ví dụ như hình này là gì đấy, đúng nhỉ? Nhưng mà có điều là vì được cái con led này nó mờ quá mà. Đấy, nó có thể sinh ra rất là nhiều cái hình khác nhau. Thì tùy theo cái đầu vào, đúng nhỉ? Chúng ta dùng cái câu lệnh digital read hay là lock read. Đấy, lúc thì là trái tim, lúc thì là hình ảnh kia. Thì cái code này thì nó dài, nó dài, cái cung giải mã hình nội hình kia thôi. Thì cái mức độ khó của cái project này thì nó cũng không khó lắm đấy nhỉ, không khó lắm ạ. Thì mình nghĩ là thế. Đúng nhỉ, cũng không mất quá nhiều thời gian đúng không nhỉ? Thì với cái bài này nhỉ, với bài này thì sao là cái phần kia nó chỉ là cái câu lệnh analog fit, có hai bài đúng nhỉ, hiện nhỉ, có hai bài thôi. Mà. Ừ, thì ok, bài này chắc là 85 nhỉ, 85 rồi. À, còn bạn nữa nhỉ, bạn Duy Hùng có đây không? Vừa nãy lúc đầu vắng, không biết bây giờ còn đã có ở đây chưa? À, Duy Hùng vẫn vắng hả? À, bạn Nguyễn Thành Đạt có ở đây chưa? Nguyễn Thành Đạt vẫn vắng à? Ờ, thì không biết sao hôm nay buổi cuối chưa lộp mà vẫn còn vắng nhỉ? Ok. Duy Hùng cũng vắng nhé. Duy Hùng cũng vắng à? Vắng à? À, hỏi thêm một bạn nữa là Vũ Thế Quyền, cái bài Magic có tự code không Quyền nhỉ? Ờ, em thấy bài đấy là em có tham khảo một chút về cái logic. À, em dựa trên cái logic hôm trước thầy vẽ về cái hình trái tim, thế mà em một ít ạ. Em dựa trên cái logic đấy là em vẽ thêm ra một cái vài hiệu ứng khác thôi ạ. Ờ, ok nhá. Thế thì được, cứ tự code là được. Thế thì ok, thì chắc là Em cảm thấy. Ờ, thế còn Dâm Minh tham khảo, ok xong rồi này. Thế còn bạn thêm một bạn nữa là Tài Toàn qua đây không? Tài Toàn, Toàn Tài, vắng à? Toàn Tài làm khá nhiều bài vậy. Toàn Tài làm khá nhiều bài, đang rất là cần chia sẻ với Toàn Tài đấy. Còn một bạn nữa là Lê Minh Chí qua đây không? Toàn Tài vắng à? Toàn Tài vắng nhé. Lê Minh Chí qua đây không Chí nhỉ? Chí cũng vắng à? Ao hết rồi. Lê Minh Chí. Thế nhá. Thế thì Lê Minh Chí cũng không qua đây. Thì ok, mình tạm thời. Lê Minh Chí mình đang băn khoăn có giống một bài bạn nào đấy. Ok, thì mình vẫn chưa biết. Thế thì còn cơ bản là xong rồi đấy. Còn một số bạn đang Bùi Quang Đạt có nguyện vọng chấm luôn bây giờ không? Thế nhỉ? Dạ, không ạ. Ờ, thế thì có hay là khúc Giáng sinh nhỉ? Khúc Giáng sinh bài tập. Sinh lộp bài tập cũng muộn mà lộp project cũng muộn. Đấy nhỉ? Không biết là bận cái gì nhỉ? À, vợ em, tại vì em xin lỗi thầy, em cũng cơ bản em vừa đi làm vừa đi học ạ, nên là không thì sáng sớm nay là em cũng đã nộp cho thầy rồi ạ, sáng 6 giờ. Ok, thì mình cũng khuyến khích mọi người đi làm thôi nhỉ, đi làm thì nó thiết thực nhỉ, nó học hành, nó kiến thức nó thiết thực và cũng ok, cũng học được nhiều từ cái việc làm nhỉ. Thì bài của sinh thứ nhất là Firelix sử dụng temperature, thì cái bài này về cái ý tưởng thì nó không phải là mới. Đấy, nó có cả thêm cả con hồng ngoại hay là con gì đấy. Ok. Smoke. Cái này là em cảnh báo là dựa trên nhiệt độ và khói. Ok nhé, nhiệt độ khói này con cảm biến khói nhỉ. Có phải tham khảo code ở đâu không? Không, em chỉ tham khảo từ phần nhiệt độ xong là mình thêm phần cảm biến khói mà. Ừ, bài này không khó, ok, chắc không phải học nào. Còn cái bài này nhỉ, bài này thì cái mạch này thêm phần cứng có vẽ và phần code có code không nhỉ? Cái code của cái này. Phần vẽ này thì là em lấy ở trên Tinkercad ạ. Rồi, thế còn cái này thì là em chỉ tham khảo ít thôi. Cái này mình chỉ là nhập từ Serial Monitor thôi ạ. Chứ cũng không có chức năng gì. Ừ, ok.
ok nhé. Rồi dài này. Ok, bài này còn let matrix. Let matrix code hình gì ra xem coi hiệu ứng và code. Ờ, của em thì là code luân phiên ra những chữ cái trong tên của em ạ. Ok, được, có nghĩa mình tự giải mã nhá. Thì tiếp theo còn accident nhỉ, accident thì cái bài này thì ý tưởng thì nó cũng giống như là các cái homework cảm biến, nhưng có điều là mình tích hợp rất là nhiều các cái linh kiện nó vào. Bây giờ thì cái code của nó cũng khá là rắc rối, nhìn nó khá là rắc rối. Cái này của em thì là có ba mức cảnh báo, mức xa, mức gần vừa và mức mức nguy hiểm. Có tham khảo gì không? Deng gờ các thứ này có nguy hiểm, có tham khảo gì không? Dạ không, cái đấy ít có tham khảo, nhưng mà em tự thêm vào cả các cái mức nữa. Còn cái này là cái còn hơi lạ này, mấy con cái đấy thì là nó là từ ba cái ý tưởng ban đầu của em ấy, thì là em muốn là có thể làm được một cái điều khiển với cả có thể là quét được các cái mã barcode ở trên các cái thiết bị điện tử để mà mình điều khiển được nó. Thì tuy nhiên là cái đấy thì em lại thấy là nó khá là khó làm. Thế nên là cái này thì là em làm dở dang thôi. Tức là mục đích là muốn là dùng một cái điều khiển nhưng mà có thể điều khiển được tất cả các thiết bị. Thì ở cái bài này thì là em có phải học cái cách để sử dụng được các cái con rơ le kia. Thì là cái đấy là em có tham khảo cách sử dụng của nó. Ok. Trên tin cơ kết có relay à? Vâng, có thầy. Có mạch relay. Relay thì cái này thì relay thật thì mình làm ở ngoài nhiều rồi, còn relay trên tin cơ kết này mình tưởng là không có chứ nhỉ, hay là hình như có mà mình lại chưa có cái ứng dụng nào thì mình lại không lấy ra nhỉ. Nhiều bài nhỉ, 6 là keypad này. Keypad đây là cái gì? Cái lock đấy thì là cái em chỉ làm cái chức năng cơ bản thôi, tức là khi mà nhập vào các thứ thì là nó sẽ mở cửa. Tuy nhiên thì ở đây thì em có thêm phần là khi mà mở cửa rồi mà nếu mà người dùng mà để cửa mà quá khoảng 3000 mili giây ấy thì là làm sẽ tự động đóng cửa lại đấy. Ok, 3 giây nhỉ. Ok, thì cơ bản là bạn làm dài và cũng có thiện chí là một số cái ý tưởng mới, nhưng mà nó không có bài là thực sự là excellent khó nhỉ, có bài nào cực khó nhỉ, bài nào cũng vừa excellent. Định là cái bài ba cốt kia nhưng mà em cái đấy nó thực sự là khá là đấy. Ok cũng được ạ, nhưng mà có thể là cái tội lục muộn nên này, tội lục muộn về lục sau nhỉ, ưu tiên các bạn làm sớm một chút nhé. Thì cũng được ạ, mình cũng đánh giá cao cái bài của Sinh nhé. Bài của Sinh thì cũng cho cái này cho nó phát nhỉ, cho nó phát đi. Thế còn Bùi Quang Đạt nhỉ, Bùi Quang Đạt thì lắng lại chút xíu để xem bài của Đạt ở đây nhé. Bùi Quang Đạt để xem qua cái project của Đạt nhé. Demo driver đây nhỉ, có thể bạn xem có lắp mạch thật hay không này. Ok, lại còn lông cả chữ ở đây là nhìn nó cũng không biết là phần mềm làm video gì cũng chuyên nghiệp ra phết. Random đấy ạ, ngẫu nhiên mặt nọ mặt kia nhá. Cũng là số kiến thiết. Ok, thứ nhất là kể cả cái kỹ năng làm video cũng được tính nhá, cũng được tính, nhìn cũng chuyên nghiệp hết. Yêu cầu chơi nhập đúng theo đây gọi là cái bài, tí nữa mình sẽ lướt lại này. Đây là bài gì nhỉ, đạt giới thiệu qua một chút, mình chưa kịp đọc. Dạ, cái bài này thì ban đầu khi mà cấp nguồn vào thì
hệ thống nó sẽ cho ra cái tín hiệu đèn ngẫu nhiên và mình sẽ phải bấm theo cái thứ tự đấy. Nếu mà đúng thì nó sẽ cho ra một cái tín hiệu còi và nó lại ngẫu nhiên tiếp. Còn nếu sai thì nó cũng kêu còi để báo mình phải nhập lại cho đúng. Ok, đây là bài game memory. Thế thì có phải tham khảo code không? Dạ có ạ. Còn bài cuối thì là cái bài Let Magic cơ bản. Có tự code không? Ok, em cũng có tham khảo bài này ạ. Ok, có mấy bài, có tất cả là đạt hay là driver, đạt bài. Bài này thì cũng gọi là ý tưởng nó lạ mà hay nhá, ý tưởng thấy nó cũng hay nhá, cũng xuất sắc. Nhưng mà code mình nghĩ là nó không phức tạp thế này đâu, mình nghĩ nó còn phải dễ hơn nhiều chứ nhỉ, sao nó lại phức tạp thế này. Dạ, cảm giác hơi phức tạp ạ. Đúng nhỉ, mình không biết là có tính năng gì, nhưng memory game thì ok, bài này thì cũng gặp nhiều rồi này. Bài bài 1 thì mình nghĩ là tối ưu được code đấy, đạt ạ. Dạ vâng ạ. Bài Let Ma Trận thì cũng bình thường, bài này thì dễ nhé. Thì bài này bạn có một cái ý tưởng đầu nhỉ, thì mình thấy nó hay về mặt ý tưởng. Còn Memory Game thì mình lại có tham khảo cái ý tưởng thì ok thì cũng được, có công sưu tầm thì. Nhưng mà cũng không được đánh giá cao lắm nhỉ, thì ok thì còn lột còn hơi muộn đấy nhé. Đại loại thế nhỉ. Dạ vâng, em làm muộn rồi, đêm qua em mới làm xong. Bùi Quang Đạt đúng nhỉ? Dạ vâng ạ. Ok. Thế thôi, thế thì hôm nay chỉ có hiện tại đang có 3 bạn vắng nhỉ. Thế còn bài bạn Lê Minh Chí những vắng hay nhỉ? Lê Minh Chí những vắng có 4 bạn đang vắng. Thế thôi thì hết giờ rồi nhỉ, thì còn mấy bạn vắng thì mình sẽ email hoặc là thế nào đó xem các bạn ấy đã lộp lại hay là liên hệ lại mình sau nhỉ. Còn lớp chúng ta có thể kết thúc ở đây nhé, thì cảm ơn 10 bạn nhỉ, vẫn còn ở lại đến phút cuối cùng nhỉ. Thế thì ok, thì cảm ơn các bạn nhé, chúc thành công nhỉ, vui vẻ luôn luôn, tìm được cái niềm vui trong học tập, trong công việc, thành công trong cuộc sống đấy nhá, suy nghĩ tích cực. Ok, cảm ơn nhỉ. Em chào thầy ạ. Thank you, cảm ơn thầy. Xin chào, thank you, chào các bạn. Em chào thầy. Ok, chào Sinh. Ok, chào, xin chào Minh Đức nha, xin chào các bạn.